Xin chào tất cả mọi người, mình là Thủy Tiên. Ngày hôm nay đi làm clip này là để nói đến một cái chủ đề mà rất là nhiều chị em phụ nữ quan tâm, đặc biệt là những chị em phụ nữ ở lứa tuổi 25 tuổi trở lên. Họ luôn luôn tìm đến một cái giải pháp và họ luôn luôn khao khát sở hữu một làn da đẹp, không tì vết và khỏe mạnh. Vậy định nghĩa như thế nào là một làn da đẹp? Thì theo đối với cá nhân của Tiên nhá, thì Tiên thấy một làn da đẹp trước hết là phải khỏe. Cái làn da đó khỏe, tức là không bị kích ứng này, không bị các tác nhân môi trường ảnh hưởng đến quá là nhiều. Và một làn da đẹp, tức là một làn da căng, bóng, mịn màng và không có những cái hạt tố, những cái đốm nâu, nám hoặc tàn nhang. Đó, thì đó là cái khái niệm một làn da đẹp của Tiên. Thì một cái làn da đẹp ấy thì rất là nhiều người mong muốn, nhưng mà không phải ai cũng sở hữu một cái làn da như vậy, không phải ai cũng may mắn như vậy. Và rất là nhiều chị em là phải đau đầu nghĩ rằng là làm thế nào để khắc phục cái tình trạng da hiện giờ của mình, làm thế nào để mình có thể đánh tan đi, đánh bay đi những đốm nám của mình hoặc là nếp nhăn. Những chị em từ lứa tuổi 25 trở đi bắt đầu quan tâm đến cái vấn đề nếp nhăn, chân chim, khóe cười, rãnh cười, rất rất nhiều những cái tình trạng mà liên quan đến vấn đề lão hóa. Thì một cái làn da đẹp không thể tách rời một cái yếu tố vô cùng quan trọng, đó là một cái yếu tố, một cái thành phần rất là quan trọng nằm ở lớp trung bì của làn da của chúng ta, đó là collagen. Một cái chất này là một chất vô cùng thiết yếu, vô cùng quan trọng, mà thiếu nó đi thì làn da của chúng ta sẽ trở nên xỉn màu, tối màu hơn, xuất hiện những đốm nâu, nám, tàn nhang và đặc biệt là nhăn, chảy xệ, rất là mất thẩm mỹ. Dẫu biết là những cái vấn đề mà làn da không được tốt, làn da không được đẹp sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình, nhưng mà không phải là ai cũng biết cách để chăm sóc, và cái quá trình chăm sóc thông thường là rất là gian nan, đặc biệt với những chị em ở lứa tuổi 25 trở lên. Thì từ lứa tuổi 25 trở lên thì lượng collagen sản sinh ở lớp trung bì ở da chúng ta nó đã hao mòn đi khá là nhiều rồi, và đến lúc đó chị em bắt đầu lại đi tìm những cái mà nước uống collagen này, viên uống collagen này, nhau thai cừu này, nhau thai heo này, tế bào gốc này, rất nhiều, và cái lượng chi phí để đổ vào cái vấn đề mà để căng da, trẻ hóa, sáng mịn và hồng hào, xóa nám, nâng cơ, vân vân, rất là tốn kém. Phụ nữ Việt Nam là một trong những mà vương quốc, những cái quốc gia mà sử dụng cái tiền để làm đẹp nhiều nhất, gần như là nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau đúng mỗi là Hàn Quốc thôi. Đó, vậy làm thế nào để chúng ta sử dụng tiền một cách thông minh nhất và một sản phẩm vô cùng uy tín và hiệu quả để sở hữu một làn da đẹp, không tì vết, một làn da không nếp nhăn, không đốm nâu, không hắc tố, thì không phải là ai cũng biết. Trong cái video này thì Tiên sẽ hướng dẫn chị em sử dụng cái sản phẩm Famous Tree làm sao để có một làn da trẻ hơn, trắng hơn, hồng hào, mịn màng và không có nếp nhăn, không có dấu hiệu lão hóa nhé. Thì ở cái sản phẩm Famous Tree này, Tiên cũng đã nói ở những cái video trước á, thì là nó có được chế tạo từ cái công nghệ là công nghệ nano, thẩm thấu vô cùng nhanh vào mạch máu, huyệt đạo của mình, lưu thông khí huyết, tuần hoàn máu của chúng ta nhanh hơn, từ đó sẽ kích thích sản sinh collagen, và đặc biệt là có cái tế bào gốc sẽ đi thẩm thấu qua từ huyệt đạo vào mạch máu và đi sâu vào bên trong tế bào của chúng ta, sẽ giúp cho sửa chữa lại những cái tế bào đứt gãy. Đặc biệt trong cái thành phần của kem Famous Tree đang có những cái enzyme này, những khoáng chất, vitamin vô cùng quý hiếm, nó sẽ giúp cho những cái dưỡng chất này thẩm thấu sâu hơn, đi sâu hơn nữa vào từng tế bào của da, sẽ giúp da của chúng ta có một độ đàn hồi nhất định, căng bóng mịn mượt hơn nhé. Để nói về cái cách sử dụng cái sản phẩm Famous Tree này thì nó cũng không quá khó, nó không khác nhiều so với cái Famous Tree để bảo vệ sức khỏe. Thì lần này chúng ta sẽ có một cái lưu ý nhỏ là trước khi chúng ta sử dụng kem bôi huyệt đạo chúng ta nên uống từ 300 cho đến 500ml nước. Thì tại sao lại phải uống nước? Thì như những clip trước thì cũng có nói qua mọi người rồi, là để kích thích tuần hoàn máu, kích thích quá trình trao đổi chất nó diễn ra nhanh hơn, tốt hơn, mạnh mẽ hơn, để đạt hiệu quả nhanh nhất thì chúng ta nên uống nước trước khi sử dụng cái sản phẩm này nhé. Ở cái phương pháp này thì chúng ta sẽ sử dụng 4 huyệt đạo chính và một động mạch chính để cải não hoàn đồng nhé. Huyệt đạo đầu tiên mà Tiên muốn nói đến đó là huyệt tứ bạch. Thì huyệt tứ bạch chúng ta sẽ xác định cho Tiên là ở đây dưới cái mí mắt của chúng ta, một lốt tay đó, nó ở đây. Và cái huyệt đạo này chúng ta ấn nha các bạn, mình ấn đầu tiên là mình khai thông nó, là mình giữ trong vòng, di nhẹ từ từ vào nhá, trong vòng từ 3 đến 5 giây chúng ta ấn, sau đó chúng ta sẽ thả lỏng tay và chúng ta từ từ nghỉ 2 giây, sau đó lại tiếp tục đi từ từ vào huyệt đạo. Chúng ta lặp đi lặp lại trong vòng từ 3 đến 5 lần để đạt được hiệu quả cao nhất nhé. Khi các bạn sử dụng cái sản phẩm này vào cái huyệt tứ bạch á,
thì nó sẽ giúp sáng da, kích thích mạch máu lưu thông. Ngoài ra sẽ giúp mắt của chúng ta điều tiết một cách tốt hơn, giảm nhức mỏi mắt. Thì cái huyệt đạo này cũng được chúng ta cũng có thể sử dụng cho những chị em hoặc là anh nào đó nằm làm việc trong môi trường văn phòng á, thì là hay bị nhức mỏi mắt đầu tiên bức xạ của máy tính, thì chúng ta có thể thư giãn trong vòng 3 đến 5 lần nhé. Huyệt thứ hai mà Tim muốn nói đến với các bạn đó là huyệt Quyền Liêu. Cái huyệt này chúng ta ở ngay xương gò má. Chúng ta cũng là phương pháp là chúng ta ấn đi từ từ vào, rồi sau đó khi chúng ta cảm thấy là hơi tức rồi nhá, thì bạn xoay tròn, rồi chúng ta xoay tròn 5 vòng như này và ngược lại 5 vòng một cái đồng hồ, sau đó thả nhẹ từ từ ra, nghỉ 2 giây, mỗi lần chúng ta sẽ nghỉ 2 giây, sau đó chúng ta lại ấn lại và xoay lại, lặp đi lặp lại trong vòng từ 3 đến 5 lần để đạt cái hiệu quả tốt nhất. Thì tác dụng khi mà các bạn sử dụng cái phương pháp ấn vào huyệt Quyền Liêu á, nó sẽ giúp các bạn lưu thông kinh mạch, thúc đẩy tuần hoàn máu, kích thích sản sinh collagen, giúp làn da ửng hồng hơn, mịn màng và trắng sáng. Ngoài ra nó còn có tác dụng rất lớn với những trường hợp liệt dây thần kinh số 7, giật mí mắt, đau răng, nhức mắt, vân vân. Huyệt thứ ba mà tôi muốn nói đến với các bạn đó là huyệt Ế Phong. Thì để xác định cái huyệt này thì nó nằm ở sau tai của chúng ta. Các bạn nhìn nhá, nó có một cái xương này, một cái xương tai này, và lối đến tai chúng ta nó có một cái hõm nhỏ. Thì các bạn ấn ở giữa cái điểm đó, đi từ từ vào, bấm hai tay, đi từ từ vào nhé, đi từ từ và giữ trong vòng từ 3 cho đến 5 giây, từ 3 đến 5 giây, rồi thả ra, nghỉ 2 giây, sau đó ấn lại, rồi và ấn lại, lặp đi lặp lại trong vòng 3 lần, 3 đến 5 lần để đạt hiệu quả cao nhất. Thì khi các bạn day và ấn huyệt trong vòng 3 giây sẽ cho bạn một làn da nhẵn mịn, tăng cường độ ẩm, trẻ hóa độ tuổi của làn da, thông suốt kinh lạc này, đẩy nhanh tuần hoàn máu và bài trừ độc tố. Ngoài ra khi day ấn huyệt này, chúng ta sẽ cải thiện tình trạng thính giác của chúng ta, và đặc biệt là những ai mà bị ù tai ấy, những bà mẹ sau sinh mà chúng ta bị ù tai ấy, chúng ta có thể ấn và lâu giữ trong vòng thời gian lâu hơn nhé. Một cái huyệt đạo cuối cùng mà Tim muốn nói đến với các bạn đó là huyệt Địa Phương. Thì cái huyệt đạo này á, nó nằm ở ngay bên này của chúng ta nè, cách cái này, cách tay. Đây chính là huyệt Địa Phương. Thì cái huyệt này á, là giúp cho những ai mà có cái rãnh cười này nó sâu, những cái nếp nhăn xung quanh miệng á, thì các bạn có thể ấn nhá, ấn và giữ trong vòng 3 đến 5 giây. Ấn nhẹ thôi nhá, tại vì vùng da này khá là nhạy cảm. Chúng ta nên nhớ cho Tim một nguyên tắc là khi chúng ta bấm huyệt, chúng ta khai thông cái huyệt đạo đó, thì chúng ta bắt buộc phải đi từ từ vào, chứ không dùng một cái vào ấn ngay nha. Làm như vậy nó sẽ rất là đau và cảm giác cơ miệng cũng như là cái chỗ huyệt đạo đó rất là khó chịu. Và sau mỗi lần ấn, giữa các lần ấn, mình hãy ngưng lại cho Tim trong vòng 2 giây để cái huyệt đạo nó có cái thời gian để nó điều tiết lại nha. Thì khi các bạn sử dụng cái huyệt Địa Phương này thì nó sẽ giúp các bạn xóa nếp nhăn vùng miệng này, hạn chế hằn sâu khóe cười, nâng cao cơ mặt, chống chảy xệ. Đó là cái 4 cái huyệt đạo mà Tim muốn nói đến với các bạn. Và có một cái động mạch chính, cái động mạch này là một cái động mạch quan trọng nhất về nâng cơ mặt và chống lão hóa. Thì cái động mạch này bình thường á, chị em chúng ta làm đẹp nó chỉ quan tâm đến từ đây lên đây thôi, đúng không? Một cái làn da mặt thôi, chỉ quan tâm da mặt thôi mà chúng ta bỏ quên đi một cái vùng da cũng nhạy cảm, cũng lão hóa rất là nhanh, và thông thường chị em chúng ta cần bỏ qua, đó chính là vùng da từ đây, tức là vùng da cổ và thềm ngực, lão hóa cực kỳ nhanh đó. Và các bạn đây nó cũng nhạy cảm không kém gì da mặt của mình đâu, và chị em thông thường hay bỏ quên qua cái vùng da này. Đó là một điều rất là sai sót trong chăm sóc và bảo vệ cái làn da của chúng ta nhé. Thì ở cái vùng cổ và thềm ngực này của chúng ta có một cái động mạch vô cùng quan trọng, là cái động mạch quan trọng nhất nối thẳng trực tiếp lên đại não của chúng ta là một. Cái thứ hai là làm đẹp cái cơ mặt của chúng ta, đó chính là động mạch cảnh. Động mạch cảnh là sao? Các bạn để tay ở đây cho Tim cảm thấy cái động mạch đập rất là mạnh, thì đó chính là cái động mạch cảnh của chúng ta. Các bạn xác định nhé, đây là giữa này, sang hai bên, đây chính là cái đường động mạch cảnh của chúng ta, đây là động mạch cảnh, hai bên động mạch cảnh nhé. Đó, khi chúng ta thoa kem với động mạch cảnh này kèm theo một cái động tác hút lên, rút ngược lên đến cái vùng hàm này nè, đến vùng cằm này nè, đó chúng ta sẽ cái mông lên, thì cái da mặt, cơ mặt của chúng ta sẽ được nâng lên đáng kể. Khi cái da mặt chúng ta chảy xệ, tức là làn da của chúng ta đã bị lực hút của trái đất tác động xuống rồi, thì bây giờ chúng ta không thể vút xuống được, đúng không ạ? Thì khi vút xuống thì không khác gì là
tiếp tay cho kẻ ác đúng không? Tức là để cho cái lực hút trận đất nó càng làm chạy xệ làn da của mình. Thì là mình vươn lên, vươn lên trên. Từ đây nhá, từ đây vươn lên trên đến khớp cằm, vươn lên. Chúng ta có thể dùng lòng bàn tay nhá, không được dùng phần móng tay vì cái vùng da cổ này nó cũng rất là nhạy cảm này. Vươn lên trên, rồi. Nếu như các bạn nào mà có thời gian á và muốn kiểm chứng cái hiệu quả của sản phẩm mang lại có thực sự là phù hợp với mình và hiệu quả cao hay không thì tôi nghĩ thì bạn nên sử dụng, mình nên thử một thí nghiệm nho nhỏ đi, mình sẽ test thử của bên trước đúng không ạ? Mình bấm tất cả những cái huyệt ở đây, đây chúng ta chỉ làm về một bên thôi, thì trong vòng 5 phút thì Tiên khẳng định bạn sẽ nhận ra một cái hiệu quả mà rất là bất ngờ đấy. Và đến lúc đó các bạn sẽ cảm thấy rất là tiếc là không biết được, không biết đến cái sản phẩm kem huyệt đạo này một cách sớm hơn. Đó, chúng ta vuốt lên như thế này, vuốt lên như thế này. Đây, và một mẹo nhỏ hơn nữa dành cho những cô nàng nào mà muốn sở hữu một gương mặt V-line, một gương mặt nhỏ và chuẩn thời thượng ấy, thì nhá, ngoài vuốt động mạch này và bấm những cái huyệt đạo, bốn huyệt đạo mà Tiên hướng dẫn, thì các bạn có thể sử dụng thêm một lượng kem bên này bằng một hạt đậu xanh, bên này cũng như vậy. Các bạn bấm vào cái vùng hạch ấy, vùng hạch của mình, sau đó các bạn hút lên, đi từ trung tâm ra nhá. Đây chính là cái phần nhọn của cằm của mình này, đi ra, nó sẽ nâng cái cơ mặt của các bạn lên, định hình lại cái khuôn hàm này của các bạn. Và đặc biệt với những động tác như thế này chỉ trong vòng 3 đến 5 lần thôi, các bạn sẽ thấy cái nọng này của mình mất đi này. Đó, cái mặt cằm của mình mất đi rất là nhiều và cái chỗ này của mình nó được kéo căng lên. Các bạn nên nhớ nhé, khi chúng ta làm những việc gì hoặc là thực hiện động tác massage nào, chúng ta cũng đều phải nối hết ra những quyền chân tóc đây này. Có rất nhiều huyệt đạo tốt cho làn da chúng ta ở đó, cũng như thế này. Thì các bạn chỉ cần kiên trì trong vòng từ 15 cho đến 30 ngày thôi thì chúng ta đã có sở hữu một gương mặt V-Line đúng chuẩn thời thượng bây giờ rồi nhé. Hy vọng với những chia sẻ của Tiên về chăm sóc cái làn da của mình, xóa nhăn, nâng cơ và làm đẹp vào mỗi ngày thì mọi người sẽ kiên trì áp dụng và chúng ta sẽ cảm thấy không hề lãng phí và không hề vô ích nha. Kiên trì giúp Tiên là một, thứ hai nữa là chúng ta phải thực hiện theo đúng những cái huyệt đạo mà Tiên hướng dẫn nhé, thì kết quả mang lại cho các bạn rất là nhanh. Thì trong vòng 15 ngày cho đến 30 ngày thôi chúng ta đã có một cái làn da vừa căng, vừa bóng, vừa mịn, vừa đẹp và không còn dấu hiệu của lão hóa nhé. Rồi thì cái sản phẩm kem Chemistry của Tiên á, giới thiệu với các bạn nó vô cùng là tuyệt vời rồi. Và chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm kem Chemistry này trong vòng từ 2 cho đến 3 tuần. Sau 2 đến 3 tuần chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng kết hợp cùng cái sản phẩm này. Sản phẩm này là O2 Mark 3, là một cái loại, một cái dạng serum rất là đẹp, giúp cho chúng ta có một cái làn da rất là đẹp, căng bóng mịn mà. Và đặc biệt là sau cái lần sử dụng đầu tiên, kết quả của nó mang lại thì các bạn vô cùng bất ngờ và vô cùng hài lòng. Thì các bạn muốn biết rõ hơn về sản phẩm O2 Mark 3 này thì Tiên xin phép chia sẻ với các bạn ở trong video tiếp theo nhé. Để biết là O2 Mark 3 là gì và thành phần của nó như thế nào, cấu tạo trên làn da ra sao và giúp chúng ta có một làn da đẹp như thế nào nhé. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong video sau.